Mấy ngày trước trời mưa nhiều, với cả là anh em mình cũng có bận một số công việc nên là tạm thời chúng dê bị hoãn lại, nhưng mà ngày hôm nay thì anh em mình sẽ cố gắng làm xong trong ngày hôm nay luôn. Một hai ngày nữa sẽ đi mua dê về để thả ở đây luôn các bạn, để tiến hành nuôi luôn. Thank you.
Nào đây ra xin tao bảo. Đây nào 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 nào. Nào. À mấy giờ bữa sáng lên agora tem que tirar uma metade de cacho. Um cachorro? Vai ter. Vai ver trabalho bem, é cabrito depois para todo mundo. Tá vendo? Sim, sim. Esse não é para mim. Sim. É para tudo, pessoal aqui no. É para toda a família. Cabrito para toda a família. Tamoni? Vietnam. Tem que deixar passo assim para quando ele cagar. Vai, vai, cara. Tá de cor da ré? Sim. Sim. Này thì anh em mình tận dụng ở bên công trình của mình các bạn. Công trình hiện tại thì bây giờ có lẽ là không cần chủ quán nữa. Thế là sẽ mang sang đây để làm cái sàn này cho dê. Dê trèo lên và ở trên này. Amanhã vai tirar a chapa, vamos meter.
Você não sabe. Tá. Aperta. Isso tá mole. Prega prego ali. Yeah. Mais uma outra madeira. Para entrar pau grande. Yeah. Đó, đây là sàn chuồng dê của anh em mình các bạn. Tương đối là rộng luôn. Thiếu góc này nữa là ok. Sau đó mai sẽ làm chỗ này lên, làm thêm một cầu lên nữa, làm một cái cầu để cho dê trèo lên trên đỉnh. Giờ này lại mưa, chúng ta đang mưa, đó, đang mưa, mưa trắng hết luôn, chúng ta đang mưa. Mình đã ghi mình phải trốn ra thôi, lại trong này đất ở trong này xe hay bị lún lắm các bạn, bị chuầy chay quay bánh không đi không được. Ok bạn, video này anh em mình lên đây là hoàn thành xong xong chuồng dê rồi. Thì mai bố thì mình và anh con cũng sẽ tiến đi mua cái này. Có lẽ là sẽ mua tầm khoảng 10 hoặc 15 con các bạn. 10 15 con dê. Mình sẽ trực tiếp đi chọn. Hy vọng là nuôi dê trong vòng tháng hơn tháng là sẽ đẻ thì sẽ lãi. Giống như đàn dê của mình ở bên bán bên kia chỗ nhà anh ha. Chỗ nhà anh Rufino các bạn. Hiện tại bây giờ là mình đã lãi được 4 con dê con rồi. Thì tôi có lẽ là video này mình xin phép được kết thúc dừng lại ở đây. Các bạn thấy video của anh ấy cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn. Chào các bạn.